Hello, chào tất cả mọi người. Cảm ơn mọi người đã quay trở lại biết bàn lòng ơi trao trả môi người cười vì hai lối mọc hai hướng trông mình thương nhau chưa trót thì che mang nỗi buồn theo bước đời cho dù chưa lần nọ nhưng nếu con đẹp vì nhau xinh nhẹ đi vào sâu người thương tiếc nhiều đau bấy nhiêu mình chia tay đi nhé để chốn nào với chiều mưa gió lộng ta dừng vui bên mộng bao lần đi gối mỏi chân mòn tương tư nặng vai gánh đường trần cho đến nay chỉ còn bờ mỹ ghép kiên giấc ngủ nào quên giấc ngủ nào gọi tên thôi nhắc nhớ để mà chi quay về xưa làm gì giờ hai lối mộng hai hướng đi niềm ưu tư tôi đêm từng bước trên phố nhỏ đâu có mềm sao dùng nửa đường để con đẹp vì nhau xinh nhẹ đi vào sâu người thương tiếc nhiều đau bấy nhiêu mình chia tay đi nhé để chốn nào với chiều mưa gió lộng ta dừng vui bên mộng bao lần đi gối mỏi chân mòn tương tư nặng vai gánh đường trần cho đến nay chỉ còn bờ mỹ ghép kiên giấc ngủ nào quên giấc ngủ nào gọi tên thôi nhắc nhớ để mà chi quay về xưa làm gì giờ hai lối mọc hai hướng đi niềm ưu tư tôi đêm từng bước trên phố nhỏ đau gót mềm sao dùng nửa đường để từng bước trên phố nhỏ đau gót mềm sao dùng nửa đường để từng bước trên phố nhỏ đau gót mềm sao dùng đường đường đấu này đã bung sen để cho nhan thở mà dễ dàng kết nối với tín hiệu ngoại vi và đặc biệt thì giá như thế lại cho nhan phải nói là siêu rẻ đấy mà chỉ với 3.500.000 đồng. Và nếu anh em muốn mua thì anh em hãy liên hệ trực tiếp với Nhật qua số điện thoại hoặc qua Zalo để được tư vấn và hỗ trợ nhiệt tình nhất. Rồi, và bây giờ Nhật sẽ vào ngay bài test âm và anh em. Rồi có một ngày, sẽ một ngày chinh chiến tàn, anh chẳng còn chim. Chẳng còn chim ngoài con tim yêu em ơi, xin trả lại đây, bỏ lại đây, thêm cây răng
thấy sao về chất âm của toa SBL-15 thì hãy để lại một bình luận ở bên dưới video. Cảm ơn em đã dành rất là nhiều thời gian để theo dõi video của Nhật Audio. Nếu thấy video hữu ích thì anh em hãy đăng ký kênh để ủng hộ Nhật Audio nhé. Xin chào và hẹn gặp em trong những video lần tới. Bye.